Như lúc Nhân Đức còn nhỏ, cái chú Sáu ổng mà kế bên nhà, ổng dạy ổng nói: con nhớ mình ăn cơm mà làm đổ cơm mới nghe tội này nặng lắm, sau này con ăn dồi. Con nít nghe sợ luôn quý vị, sợ luôn vậy đó. Là từ nhỏ tới lớn Nhân Đức mà mỗi lần ăn cơm mà một hộp cơm mà rớt nha, Nhân Đức cũng lụm lụm lên ăn á, không dám bỏ vì bỏ sợ mình bị ăn dội. Như câu chuyện mà Nhân Đức từng kể rằng là mỗi một người chúng ta giống như có cái hầm chứa, mình mà phí phạm của cải, phí phạm đồ ăn hay là mình uống nước á, mà mình hứng cho nhiều rồi mình uống văn nửa mình hát bỏ, nó cũng tính vào cái phước trong mệnh của mình bị giảm. Cái hầm chứa đó, ví dụ như tên ông Hồ Văn Hiền thì nó chứa vào đó hết, chứa vào đó hết luôn. Khi mà đến lúc mà thọ mạng mình hết á, là mình phải đi lỡ ngay cái hầm đó, mình phải ăn cho hết. Đồ ăn của mấy mươi năm mình mà phí phạm đổ vào cái hầm đó hết. Mà mấy mươi năm nó hôi thối cỡ nào chứ, đồ ăn mà nó 2-3 ngày đang hôi thối, cái này mấy mươi năm nó hôi thối cỡ nào chứ, mà mình lỡ đó mình phải ăn. Ăn vào vài mình phải uống nước cho sạch trong cái hầm đó luôn, rồi nó mới đi đến những cái cảnh khác để mà bị hành ngục. Thí dụ như giờ mấy đứa nít này đi, đứa nào mà nói dối với cha mẹ đi là cái quả báo gì? Bị cắt lưỡi. Nói lời giả dối quả báo bị cắt lưỡi. Nó bây giờ bé nào ở đây mà nói dối với cha mẹ hoặc gạt cha mẹ lấy tiền, hoặc là đi mua đồ mà chẳng tiền xài, lấy tiền lại xài á, thấy không? Ví dụ như đưa cho 500 ngàn mà mua có 150 ngàn mà thối lại cho có 150, lấy trong đó bao nhiêu rồi? Vậy đó là tâm tham. Rồi nói lời giả dối cha mẹ tham, thì tâm này gọi là nghèo nàn. Mà quả báo là trong loài quỷ đạo, nói dối với cha mẹ là bị cắt lưỡi. Bây giờ các bé ngồi đây nghe, nghe coi lại mình có dính không. Ngồi tự mình suy nghĩ có dính không. Thêm cái nữa là hỗn với cha mẹ, tội này nặng lắm. Có bé nào mà nghinh cha mẹ không? Liếc á, cha mẹ la đến làm mắt làm gì nè, liếc vậy đó. Ở dưới quê hồi đó có câu chuyện này, mà hồi xưa mình chưa biết tu, mình không có hiểu, bây giờ biết tu mới hiểu. Cái thằng này nó chuyên là nó liếc cha mẹ nó. Cha mẹ nó nói đó là nó kênh, khi nó nghinh cha mẹ nửa mắt kênh. Vậy mà bữa đó chờ rầm, nó chờ gầm gì mà nó nghinh mà nó đánh một cái rầm, cái tự nhiên mắt của nó lé luôn, ghê không? Gọi là quả báo hiện đời. Còn câu chuyện mà Nhà Đức thường kể đó, gia đình ông này ba đời là sinh ra người con trai là đều đánh cha. Cha đi nhậu về say xỉn, nó kéo cha nó ra ngoài đường đánh. Tới đời thứ hai y rang luôn, đời thứ ba y rang luôn, ba đời làm y rang như vậy luôn, mà đều là con người đã tiếp tục đi nhậu và về nhựa chửi mẹ nó kéo cha nó ra ngoài đường đánh. Vậy mà ba đời cái gia đạo đó hình thành cái quả báo ba đời, kinh chưa? Nên cái chuyện của cha mẹ có sai quấy gì cái bổn phận làm con, tuyệt đối chúng ta không có đụng vô chuyện của cha mẹ. Khổng Tử nghe nói rằng chỉ có năn nỉ cha mẹ, khuyên cha mẹ, tuyệt đối không đụng vào chuyện của cha mẹ, không đụng vào chuyện của cha mẹ. Thí dụ như cha mình đi nhậu về chửi mẹ mình, đánh mẹ mình, thanh niên mình ưa tức, mình nổi cáo với cha mình, lâu ngày hình thành cái tính quen chửi cha đánh cha. Mà cái quả báo mà chửi cha đánh mẹ, tội này nặng ghê lắm. Tội này đọa 18 tầng địa ngục. Mấy đứa nít ngồi đây ngồi suy nghĩ nghe, có nói dối với cha mẹ không? Có nghinh liếc cha mẹ không? Có, các con sửa đi, sửa đi. Đó, cái quả báo này ghê lắm á. Nên ở nhà mình á, giàu nghèo mình biết,
Nhà mình nghèo mình đừng có bao giờ mà mình nhìn nhà giàu, bạn bè mình nó có đồ đạc nhiều mình đi đòi, kêu cha mẹ mình mua, cha mẹ mình cực quá mình đừng có làm gì. Nếu các con mà hiểu nguyên lý này thì các con là đứa nít biết chuyện, biết chuyện. Thật sự mà nói mấy đứa nhỏ này nó có phước duyên lắm nè. Bao nhiêu đứa con nít ở trong cuộc đời này mà giờ này có những đứa nít này nó ngồi ở đây. Nên hồi nãy có một gia đình ẩm thằng trai là khoảng ở 9-10 tuổi gì, ngọng nghịu nó không biết nói chuyện, mà đeo máy niệm Phật như Đức vậy là cũng hay lắm. Có câu chuyện mà như Đức kể, ông đó ngọng mà ông niệm Phật, ông siêng năng á, mà bằng đêm ông gặp có một người thiệt là to con, đến nắm cái lưỡi ông kéo, ông đau thì ông la lên, sáng mai ông nói chuyện bình thường hết ngọng. Cái công đức niệm Phật và cái việc vi diệu khi đến một ngôi chùa tu gì, nó có những điều chuyển hóa lạ kỳ lắm quý vị. Chuyển hóa lạ kỳ, hay lắm. Cái công đức phước duyên nó chuyển cái nghiệp. Công đức phước duyên chuyển nghiệp. Có nhiều đứa nít đây lớn lên sau này nó sẽ khổ, vậy mà nó lợi chùa nó tu tập sau này nó hết khổ, nó chuyển hóa. Có nhiều đứa nít đây sau này nó lớn lên nó kênh, nó hỗn ẩu với cha mẹ, mà từ khi còn nhỏ gieo chủng tử này cho nó, lớn lên nó không hỗn ẩu cha mẹ vì nó nghe đạo chuyển hóa. Nhiều đứa nít đây nó bệnh đau chết yểu, nhưng mà có khi nó lợi đây được phóng sanh, niệm Phật, nghe đạo, vì mà tăng trưởng tuổi thọ lên, nó sống thọ. Chuyển hóa đó quý vị. Đạo Pháp là chuyển hóa 100%. Giống như câu chuyện á, mà cái ông thầy này ông chứng quả La Hán. Người chứng quả La Hán là nhìn được 500 kiếp sau lùi 500 kiếp. Thì ông nhìn được cái thằng đệ tử ông á, thằng này nó chết yểu, nên ông thấy vậy thôi, ông cho nó về nhà thăm cha thăm mẹ nó rồi nó chết. Rồi xong rồi chú tiểu này ông đi dọc đường á, đi ngang một cái giống như một cái đường mương á, nước đang chảy. Vậy mà ông thấy một cái tổ kiến gì này nó trôi bồng bềnh dưới nước, sắp chết. Vậy mà vớt cái tổ kiến nó đem lên trên bờ để về thăm cha mẹ, xong trở về ông thầy nó ủa, mình chứng quả A-la-hán mà nhìn rõ ràng mà tại sao thằng này nó đi về thăm cha nó mẹ nó xong nó về đây mà nó chưa chết ta? Hỏi trên dọc đường con đi con có gặp chuyện gì lạ không? Nó không, chuyện bình thường. Con có cứu sống ai không? Nó dạ con cứu một cái tổ kiến. Nó à, cứu một con kiến nó đã là công đức phước báo lớn, không chỉ là cứu một tổ kiến. Không? Thọ mạng của con về sau sống cả trăm tuổi, cái thọ mạng nó tăng lên vậy đó quý vị. Nên cái công đức phóng sanh nó thù thắng lắm, mà cái đó là phóng sanh đúng luôn, đúng nghĩa. Tại vì sao? Cứu cấp thờ, cứu cấp thờ. Nên nói tóm tắt phóng sanh là phóng sanh chỉ cần có tâm từ bi thật sự. Thí dụ như bây giờ đi, ở nhà mình đi, một con muỗi nó bay là nó cắn mình, mà mình quy y cho nó, mình cho nó hút máu một chút, mình bỏ nó đi, đuổi nó đi nghe. Quý vị đây là cái tâm quý vị lớn lắm, không phải chuyện nhỏ đâu. Tuy là làm cái chuyện bình thường đó mà nó không đơn giản đó. Trong cái phòng nhận đức của quý vị, bây hổm giờ ngủ ưa mở cửa ra, muỗi nó bay vô đầy. Bữa đầu tiên nó cắn nhận đức cái tay mấy chục muỗi, nó cắn cái lô mũi mười mấy mũi. Xong bữa sau Nhân Đức vô phòng, Nhân Đức nói nè, tao nói cho tụi bay biết nghe chưa, đi vô nhà người ta mà còn kiếm chuyện, đúng không? Vô đây ở thì ở, còn có chích thì chích ngay chỗ cái chân á, hoặc là chích ngay cái đít á. Tại sao? Tại vì không ai thấy.
Mày chích làm chi mà mày chích ngay cái mặt? Chích ngay mặt kỳ lắm nghe. Từ hôm nay mà tụi bay mà chích nữa là tao đố cho tụi bay ở đây luôn. Nói một lần một thôi, bây hổm đến giờ cả tháng trời sống chung nhau, chỗ ai nấy ở. Rõ ràng không? Biết nghe lời đó quý vị. Hồi xưa Như Đức đi xuống đây nè, là chuyên gia Như Đức cho mũi cắn, mũi chích chứ, hiểu không? Hút máu ưa quy y á, mũi lại chích là Như Đức quy y cho nó. À, quy y Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh, đọc ba lần vậy. Rồi xong cho nó chích chút xíu là nó no. Mình nhìn ngay cái bụng nó mình thấy máu nó hút máu á, cái máu trong cái bụng nó cứ tăng lên. Mà những đức kinh nghiệm, có một lần con mũi đó nó tham quá, nó chích xong rồi nó no, nó té ngang lật màn đưa bụng lên chết. Từ đó về sau những đức cho nó chích là được khoảng 70% là những đức đuổi đi. Nó tham quá, chích cho đầy bụng rồi cuối cùng á bị say máu ngà chết. Thấy chưa? Nên từ nơi đó nghe, cái tâm đó là tâm từ bi lắm đó quý vị. Mình làm từ việc nhỏ đó mà mình nhìn ra. Ngày xưa mà những đức mà nói hầm cá mà cá chết á, là những đức vớt lên, những đức đi chôn nha. Nghĩ của những đức rất đơn giản, là bản thân mình khi chết mà bị phơ thay, thấy cũng đau lòng. Vậy thì con cá nó chết mà bị phơ thay, sình ương phơ thay cũng thấy đau lòng. Thấy như vậy mà tự nhiên đào đất đem chôn. Đúng không? Nên mong các cháu nhỏ này nó nghe gì nè, nó hình thành được cái tâm từ bi của nó để chuyển nghiệp. Đứa con nít mà từ bi là nó chuyển nghiệp, nghe không? Giỡn đâu. Ví dụ như bây giờ ở đây con gái con trai mà nó nghe đạo sớm gì nè, sau này nó không có tệ đâu. Nó không đến nỗi mà nó đi chơi hàng đá, hút thuốc điện tử, chích xì ke, ăn trộm chí. Ai mà đi làm những việc đó làm gì, nó hiểu đạo rồi. Nên trong cái bài giảng nửa tiếng những đức mỗi tuần chủ nhật, những đức nhắc hết các việc luôn trong bài giảng đó đó, từng nào cũng đến nghe đi. Hồi nãy như đức đi về bên kia tiếp khách bên đây, xong Phật tử bên đây xong chạy về bên kia, đức giảng hai bài pháp với thêm bài là một tiếng rưỡi đồng hồ, ba bài pháp tiếng rưỡi đồng hồ, xong rồi ngồi nghỉ được 15 phút qua đây. Nên từ nơi đó mà mình nghĩ rằng cái cuộc đời của người quý vị phải làm một cái gì đó chân thật nhiệt tình hết mình mà làm. Chắc là do cái tâm những đức vị mà thường vui quý vị ơi. 100% quý vị, một con người học đạo, một con người làm bất cứ việc gì mà quý vị đã không có vui là không bao giờ cảm ơn. À, quý vị mà sống không vui vẻ, không an lạc, quý vị sẽ không bao giờ cảm ơn đâu quý vị à. Học Phật mà nếu không vui vẻ, không an lạc, quý vị đố mà cảm ơn Phật á. Cảm ơn cái gì? Tôi học Phật được lợi ích gì đâu mà cảm ơn. Ông dạy tôi được lợi ích gì đâu mà cảm ơn ông. Nên nó không vui là không cảm ơn đâu quý vị. Mà đã là không vui rồi là con người chúng ta sẽ hận thù. Nó tồn động hận thù. Nên một con người mà cảm ơn á, là con người duyên phước nó tăng lên nhanh lắm. Là con người thường vui. Còn có người mà thường buồn nghe quý vị, duyên phước bị tổn. Buồn là duyên phước bị tổn đó. Cái bài giảng thứ 7 tuần trước như Đức chia sẻ rõ ràng mà. Vui là thiện, buồn là ác. Thì vì hình thành đi. Vui là thiện, buồn là ác. Cái vui tại sao thiện? Vì mình hoan hỷ, mình vui vẻ nên người gặp mình cũng hoan hỷ vui vẻ. Giống như mình cười với người ta cười với mình là thiện chứ gì. Đúng không? Còn thí dụ như bây giờ mình buồn đi, mình gặp cái mặt người ta, cái mặt mình đưa ra, người ta cười nổi không? Bây giờ mình buồn sao mà người ta cười nổi? Nên buồn là ác. Buồn là ác. Nên con người mình á, đừng bao giờ mang một cái tình thương mà đi chối buộc người khác. Tình thương mà chối buộc là tình thương sẽ có ngày đổ vỡ. Mình thương người ta thương mình đừng có nên chối buộc người ta. Mình chối buộc người ta sẽ tìm cách người ta thoát thân, là mình sẽ bị bỏ rơi. Tại vì mình chối buộc người ta với người ta sợ. Nhưng Đức hỏi quý vị nè, bây giờ chồng quý vị quá thương quý vị,
mà đi đâu cũng không cho đi, đi đâu cũng lo, đi đâu cũng sợ. Vì đi đâu một chút là hỏi đi đâu, nãy ghé đâu, lỡ tôi hiểu coi. Kiểu đó quý vị chịu nổi không? Thương là phải tin nhau chứ, đúng quý vị? Cái gì nó là của mình, nó sẽ là của mình rồi quý vị ơi. Thấy không? Vị vui vẻ, vị an lạc, cái vị còn đẹp đó, mấy vị còn càng tự tin thêm nữa. Cái vị lo, vị buồn với cái mặt vị xấu xí, nhìn héo hon như con khỉ khô. Con khỉ nó đã xấu rồi mà nó còn khô, nó còn nó đẹp không? Khỉ khô đẹp không quý vị? Chưa từng nghe nói khỉ khô mà đẹp. Hiểu không? Nên á, mỗi người mình á đã thương yêu nhau thì mình phải tin tưởng nhau. Còn đến lúc hết duyên hết đạo thì tự nó xa nhau à. Chứ mình bận tâm, mình lo âu, mình cứ buồn, mình cứ gầu rĩ, nó có tốt lành gì đâu, nó có được gì đâu. Không phải của mình, tranh giành có được gì đâu. Thấy không? Thấy không? Nên từ nơi đó. Có nhiều người nói rằng vô quá thương nhưng ghen tuông, chết rồi, kiểu này tiêu rồi, không có còn những ngày tháng thoải mái rồi. Quý vị hãy tự tại thoải mái đi, rồi quý vị sẽ được tốt mà. Rồi cái gì của quý vị nó sẽ là của quý vị à. Đúng không? Nhớ nghe mấy chị. Mấy chị cũng ghen dữ lắm á. Thấy không? Chồng đi đâu là hỏi han tùm lum, ghen là tiêu. Coi chừng có ngày người ta bỏ mình luôn, sợ quá mà. Như quý vị có đâu có chịu bị bó buộc đâu, thì người ta cũng đâu có chịu bị bó buộc đâu quý vị. Thấy không? Nó nên á, cái tình thương gì mà nó có sự câu thúc là phiền não. Đúng không? Đó. Cả mấy đứa nít này nó nghe mà sau này cái tính tình nó cũng không có gì nữa. Nhớ cái gì của mình là nó sẽ của mình nghe các con. À. Bây giờ mới lớn lên gì đi, mà vô trong trường học đi, đi học đi mà để ý cái thằng nào đi, đố mà học giỏi. Nó lo để ý nó không học cái gì. Thầy cô giảng bài nó không lo nghe đâu mà nó cứ... Cuối cùng thầy cô giáo hỏi con nãy giờ nghe giảng bài nhớ cái gì? Dạ không nhớ gì chứ. Cái tâm trí nó đặt vào cái thằng đó, nó quan sát thằng đó không à. Hay thằng thanh niên nào mà đang đi học mà yêu ai đi, nó không có học vô đâu vào đâu chứ. Hiểu không? Nó đâu có toàn tâm toàn ý mà học. Thí dụ như giờ quý vị đang nghe giảng gì mà quý vị bấm điện thoại, quý vị có nghe giảng được không? Không bao giờ được quý vị à. Không thể nào một lúc mà hai cái tâm được chứ á. Hiểu không? Phải toàn tâm toàn ý thì nó mới có kết quả. Hình thành cái gì cũng phải toàn tâm toàn ý mới thành công. Các bé nhỏ nghe nghe các con, câu này quan trọng nè. Sự thành công của con người không thể nào là một con người lười biếng. Một trăm phần trăm với cái con người lười biếng sẽ không phải là người thông minh. Cần cù siêng năng thật sự người này mới có thể thông minh. Bây giờ nhà Đức hỏi các con á, con heo nó có thông minh không? Mà con heo nó là cái dạng nào? Lười biếng. Nên người ta thường ngoài đời ta chửi cái gì? Ngu như heo. Hiểu chưa? Giờ các con muốn vậy không? Muốn người ta chửi các con vậy không? Vậy thì mình đi học về, mình rảnh rỗi thì các con phụ cha phụ mẹ. Bây giờ nhà Đức hỏi con, các con bấm điện thoại nó có lòi cơm ra không?
Cha mẹ nấu cơm cực khổ, có con bấm điện thoại nó có lòi cơm không? Bấm điện thoại có lòi tiền không? Các con bấm điện thoại có thông minh không? Cái gì cũng không biết rồi mà đi ghiền điện thoại. Những đứa nói cho mấy đứa nhỏ này nghe nghe, ghiền điện thoại sẽ không bao giờ là một cô gái đẹp, chắc chắn với con luôn. Vì bấm điện thoại hoài sao mà đẹp? Viết nó khô khan, mặt mày da mặt rồi nó khô khan cằn cội, nhìn còn hơn bà nội nữa, sao mà đẹp được, hiểu chưa? Già chát mặt như con khỉ khô nó. Lúc nào mình chơi một chút thôi. Còn mình con gái mình có thời gian mình phụ cha mẹ, phụ mẹ mình á, nấu ăn đồ á, dọn dẹp nhà, giặt đồ. Như mấy nhỏ này lớn lớn rồi nè nghe, tập nấu ăn đồ lai rai được rồi đó. Sao đi học ở xa cũng biết nấu ăn, các con thấy không? Những đứa nấu ăn ngon lành thấy chưa? Quá xịn sò luôn. Vì thấy chiều nay nấu nồi chè xịn sò không? Nấu chè của đó mà đi bán chè là thấy con ngon lành rồi đó. Chừng nói chuyện dẫn chơi nghe, chè đó là ăn như thấy ngọt thanh tao đấy chưa, quá đặc biệt. Tuy là nấu đơn giản nha quý vị, mấy món đồ ăn thôi mà quý vị ăn chay mà ăn vậy là thấy được không? Không đó, mình biết nấu ăn nó lợi ích lớn lắm. Mà người biết nấu ăn bạn cũng nhiều nè. Tại vì ai cũng thích ăn nên nó phái mình, hiểu chưa? Còn nam mà biết nấu ăn á, gái nó cũng thích nhiều nè. Tại vì mình làm việc được, mình nấu ăn cũng được, cái gì mình cũng làm được. Mà con người mà nhiều việc mình biết làm, mình sẽ tự tin hơn. Con người mà dở quá là mình sẽ mất lòng tin với chính mình, trở thành con người lười biếng, trở thành con người nhút nhát. Và trước mọi người mình không có sự tự tin, vì mình đâu có biết làm gì đâu mà tự tin. Có nghĩa là có những con người mà làm cái gì cũng mong tính cho tiện, là con người này sẽ dễ làm biếng. Chúng ta biết nó là công việc sẽ tiện, nhưng ban đầu phải làm cho cực. Ban đầu làm cực rồi để hình thành cái tâm siêng năng, rồi mới tính toán trở thành cái công việc mà tiện bề. Không? Giống như làm không làm mà ngồi để vẽ tranh không, sao là hình thành được công việc? Phải làm rồi mới nhận thức được công việc. Nên mấy đứa nít này phải siêng năng nè. Siêng năng nó làm cho mình lanh lẹ, nhạy bén. Còn cái đứa mà lười biếng, cầm điện thoại bấm dưới mắt, mờ, khờ, mặt bơ, đi theo đường bờ, thân thể giết rồi ở dơ, nhìn con mắt cẩm lơ, đi đâu cũng đơ đơ, nói chuyện thì khơ khơ, hiểu không? Nó từ cái làm biếng mà nó hình thành nhiều thứ hư vậy đó, nghe chưa? Phải cần siêng năng, con người phải cần siêng năng, hãy nhớ kỹ. Thì thấy rằng là một ngày giảng bao nhiêu bài giảng mà lên giảng cái là người ta có năng lượng à, kích năng lượng à, thấy chưa? Có nghĩa là làm việc không thấy mệt nghe, mà cảm thấy bây giờ như đứa nấu ăn, như đứa thích nấu ăn đó quý vị ơi, ngộ ghê á, rất là thích nấu ăn. Những đứa mà nấu một thời gian nữa là những đứa hình thành cái môn nấu ăn của những đứa trở lại á, quen lại quý vị, niêm nếm nó quen lại luôn, rồi tự nhiên nó hình thành nhiều món đồ ăn lại. Chứ bỏ lâu quá quên á, bây giờ mình phải hình thành lại từ từ. Mà do những đứa thích quý vị làm gì là thích nấy à, mình nấu ăn á, mình niêm từng chút nên mình coi coi niêm nó vừa ăn chưa, mình tỉ mỉ á, rồi tự nhiên mình nấu ăn ngon thôi. Có nhiều cô nói rằng là thầy phải dạy cho kỹ, thầy phải chỉ cách niêm làm sao, nó mệt mới bào quá, hiểu không? Ăn tôi với bà xiên thôi. Bây giờ thích ăn ngon không? Vậy thì nấu ngon đi. Thích ăn ngon thì phải nấu ngon chứ.
đúng không? Nhân Đức nói con gái mà không biết nấu ăn là con gái này nó tệ còn hơn vợ ăn đậu. Tệ còn hơn vợ ăn đậu nữa. Không? Nhớ mấy đứa nhỏ gái nghe không? Nhân Đức nói con gái mà có đẹp gì đẹp mà không biết nấu ăn là tệ. Nó dòng do chứ. Bây giờ cái gia đình này mà lúc nào cũng đi ra tiệm ăn vậy là ngon lắm hả? Đâu có gì đâu đặc biệt. Mất gia đình, không còn gia đình. Dù cỡ nào cũng buổi ăn là chính vợ nấu ra, chồng con ăn cũng cảm thấy ấm áp một gia đình. Nên mình đi ra tiệm quán ăn hoài sau này bởi vì chồng mình nó thành chồng của người ta, vợ mình thành vợ người ta. Vì nó ra ngoài nó ăn, nó ăn giết rồi nó đi tìm ở ngoài luôn. Nên mất gia đình, vợ chồng không còn hạnh phúc. Nghe không? Đó. Nên quý vị mỗi tuần thứ bảy về đây nghe một buổi ăn gia đình. Rồi tuần thứ bảy nào cũng về đây mình nghe gì. Quý vị ơi, chúng ta hình thành lại cái tính tình của mình là sẽ chuyển cái nghiệp. Bây giờ mỗi người chúng ta lớn nhỏ gì phải tập nói thật. Và tập không dám lấy của ai, không tham. Sẽ hình thành phước báo của mình lợi chuyển số mệnh, chuyển nghiệp. Thấy không? Không đi về chùa mình tu tập với những đức thấy ai cũng vui vẻ, cũng an lạc, cũng tươi rói à, đúng không? Có lấy cái bà đó mới gặp như đứa mới nói nè, thầy biết á, con lúc trước ở nhà á thầy, cái da mặt con nó khô khan cằn cỗi lắm. Bây giờ con học Phật con mới hiểu thì sao mà da mặt của con nó khô khan cằn cỗi. Vì con không có vui, nó hết năng lượng. Nên con người con á, có da có thịt mà không có mỡ. Bị nhớ nghe, cơ thể vì phải có miếng mỡ. Mỡ nó tiết ra làm cho cái làn da quý vị nó bóng. Hiểu chưa? Bây giờ nhà Đức hỏi vì người con gái mà da mặt khô khan cằn cọi thương vô không? Gớm. Hiểu không? Đó. Nên một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Vì cười giết đi là tự nhiên quý vị từ từ có duyên à, dễ thương à. Hiểu không? Cười lên các ơi. Ha 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 ha. Đó. Mà khi bị cười nghe sẽ giúp cho người bên cạnh phấn chấn lên. Có những người ta ngồi nghe pháp, ta ngồi gì nữa quý vị? Vì cười lên cái họ phấn chấn lên liền quý vị. Đó. Nên cười nó rất hay, vỗ tay nó cũng rất là hay. Vỗ tay là một phương pháp giúp cho chúng ta đoàn kết. Nhớ nghe quý vị, phải đoàn kết không? Hai người mà sáp lợn gì phải đoàn kết không? Còn chia rẽ ra gì làm gì đoàn kết, đúng quý vị? Nó nói mà mình vỗ tay gì thôi là mình nhắc mình á, với nhắc chồng mình là hai vợ chồng phải thương yêu nhau, đoàn kết. Không? Vỗ tay là một phương pháp cực kỳ hay giúp cho máu huyết lưu thông, tim mạch điều hòa. Vỗ tay là một phương pháp giúp cho mắt quý vị được sáng. Và nụ cười giúp cho thần kinh quý vị được dịu xuống hoàn toàn. 100% luôn. Thì thử đi, khi bị căng thẳng mà bị vui cười mà nhẹ nhàng thôi là quý vị sẽ thấy rằng thần kinh bị dịu liền. Giống như những đức chỉ bị cách niệm Phật mà dịu thần kinh á. Nhớ khi chúng ta mà căng thẳng mệt mỏi, có những lúc mắt mình bị hoa mắt luôn, là quý vị biết cái lúc đó là mình hao năng lượng. Thì sao? Khép mi nhẹ lại, hít sâu, giữ lại, niệm câu nhẹ nhàng A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật. Quý vị niệm chừng 10 câu thôi nghe. Thử đi, con mắt quý vị nó sẽ sáng hoàn toàn đặc biệt luôn. 10 câu. Thần kinh dịu xuống liền. Thì quý vị biết cái công năng niệm Phật hay cỡ nào chưa? Quá thù thắng. Đúng không? Ví dụ như mấy đứa bé nhỏ nhỏ này mà đi học nghe, có những lúc các con làm bài nó căng thẳng thần kinh đứa con quá. Con thử đi, nhắm mắt nhẹ lại, buông xuống tất cả cái đang học tập đó xuống. Hít sâu, hít mũi nghe. Chịu lại, con niệm A-di-đà-phật. Thở ra, xong cái con hít mũi sâu lại. Bắt đầu con niệm con Phật hiệu nhẹ nhàng trong vòng 10 câu thôi nghe. Tức khắc trạng thái thần kinh cái con dịu xuống liền. Tiếp tục học tập nữa thì các con học mau thuộc bài. Mau thuộc bài lắm. Đó. Các con nhớ rằng những đức nhìn cái gì cần nhớ nó sẽ nhớ, không cần nhớ tức khắc lội ra. Khỏe ghê không? Nên cái bài học tập của những đức là gì? Nó rất tự tại. Nó không có bị lo sợ hãi chứ nghe. Nếu như mà giảng bài gì mà lên giảng thì khỏe quá ta. Những đức nói nghe, ai có khả năng giảng bài những đức á, mà nếu mà giảng trường học á, mà dạch sách ra giảng cũng hay nữa. Tại giờ biết cách giảng quý vị, hiểu không? Mà nói cho quý vị nghe nghe, thầy cô giáo mà tính tình vui vẻ, học sinh nó thương mình lắm. Học sinh nó rất là thương mình. Quý vị nhớ nghe, làm thầy cô giáo rộng rãi một chút. Nhìn trong số lượng các cháu nhỏ, có nhiều cháu nó cũng nghèo lắm, nó không có được đồ ăn ngon đâu. Lâu lâu nấu nồi đồ ăn ngon, mua đồ ăn ngon cho nó ăn. Nó đã quý thương mình rồi, mình dạy là nó nghe. Quý vị biết cái sự nghiệp quý vị sẽ phát triển lạ thường. Tại vì đối xử với con người ta như vậy. Và cái nhân cái quả sẽ đến với quý vị đặc biệt lắm. Sau này cuộc đời quý vị khi già, mấy cái đứa nhỏ bị dạy nó thành đạt, tự nó tìm đến quý vị. Tự nó tìm đến vì nó cảm ơn. Ví dụ như mấy đứa nhỏ này sao nó lớn lên cỡ nào cỡ nó cũng nhớ ngày xưa tôi đi đến cái ngôi chùa có thầy ổng hô dễ thương, mua đồ ăn đủ cho tôi ăn, mua kem đồ cho tôi ăn, mua bánh này bánh kia cho tôi ăn. Vì thấy mà những đức mà cái lớp đạo làm con này xong, con nít nhỏ đó là nó chạy theo những đức, nó quý những đức lắm. Có mấy đứa này giờ nó càng ngày càng lớn lên á, nó biết mắc cỡ rồi. Vậy mà nó lớn lên là nó mắc cỡ, nó biết mắc cỡ thì nó lớn rồi, hiểu chưa? Chứ mấy đứa nhỏ nhỏ nó chạy theo dù, nó thích quý vị bị dạy nó mới nghe, đúng không? Thích mình dạy mới nghe chứ. Bây giờ những đứa hỏi quý vị, bây giờ con quý vị nó không thích quý vị sao quý vị dạy nó? Mà cái đứa con nít nó ghét quý vị nhất là gì? Mỗi lần bị đi đến gần nó bị nỉ non, bị nói này kia cổ tích cho nó nghe nó sợ. Thà lúc nào mình dạy dạy, còn lúc nào mình phong phú là phong phú, lúc nào mình thờ đại là thờ đại. Cái đứa con quý vị nó sẽ nói cha mẹ tôi là số 1, hiểu không? Còn nếu như lúc nào quý vị cũng đè nó ra bị giảng dạy với nó sợ, nó gặp bị là nó sợ, nó không đến gần sao dạy. Nên mình dạy người ta mình phải phong phú một chút, mình phải thờ đại một chút, mình phải tin tin một chút, chứ mình đừng có cổ lũ sĩ quá, nó sợ lắm quý vị ơi, hiểu không? Đó, người làm cha làm mẹ mà hiểu cách đó, con vị nó thích đến gần vị lắm. Có những cái vị cần cho nó cứ cho đi, còn có những cái nó không cho là không cho, phải nói rõ ràng. Còn cái nào nói cho là cho, đừng có bao giờ cho rồi mà đi nói này nói kia. Cho rồi mà cho bằng cách như sao, phải không? Nè mày ăn giọng gì mày ăn giọng đi, bị cho vậy đâu có đặc biệt gì đâu quý vị. Hoặc là khi nó xin không muốn cho mà do nó này nỉ mà cho xong chữ nó mà cho, bị cho vậy có lợi ích không? Nên mình làm cha làm mẹ anh ta, quý vị ơi, cẩn thận cái lời nói của mình á. Mình là đàn bà mà mình chửi con mình, mà nói cái mặt mà giống thằng cha mày, giống ông nội mày, cái đó là tào lao rồi đó. Giống thằng cha là coi được được, tại vì nó không giống cha nó,
thì mình cũng phù mỏ. Mày đẻ con của tao mà tại sao không giống tao, mà đi giống cái thằng mỏ nhọn nào? Hiểu chưa? Là có chuyện đó quý vị. Còn nếu như nói giống ông nội mày là sai, vì ông nội không thể nào gần mình được mà để giống ông nội. Sai quý vị công nhận không? Cái cách nói mà chữ là giống thằng cha mày là nói cái đó của, là quá bậy, nhưng mà phải giống thằng cha nó. Vì không giống thằng cha nó thì chúng ta kẹt rồi đó. Cha nó sống với mình mà đi giống cái thằng mỏ nhọn thì không đúng. Hiểu không? Đó, bị ngồi suy nghĩ đi. Còn cha mày bây giờ chửi con mày, mày giống con gái mẹ mày, nói đó là bậy rồi đó nghe. Quá bậy bạ luôn rồi đó nghe chưa. Mà ngoài đời là có chữ gì đó nghe quý vị. Nhiều lắm. Quý vị biết rằng là ở dưới quê những đứa biết một cái xóm, nguyên một cái xóm nó hình thành. Nên tại sao Mạnh Tử thành công? Vì mẹ của Mạnh Tử đổi cái xóm ở, nên Mạnh Tử mới thành công. Biết rằng mực thì đen nên đổi. Nguyên một cái xóm này vì lạ kỳ lắm. Vì vô trong một căn nhà vì không biết ai mẹ, ai biết ai cha thế. Con dâu á thì kêu mẹ chồng bằng mẹ, mẹ chồng kêu con dâu mẹ ơi mẹ, mày làm tôi chuyện này cho tôi giùm tôi đi mẹ. Mẹ là mẹ tôi đó, là bà tôi đó, vậy đó. Trong gia đình nó lộn ngược lộn xuôi, nó kêu tầm bậy tầm bạ. Trong gia đình mình không biết ai mẹ, không biết ai là cha chứ. Giờ nó kêu tá lả âm binh, không có giai cấp rõ ràng. Đúng không quý vị? Nên mình nghe được đạo quý vị. Thí dụ như giờ mình con lớn chút xíu, con trai không có được ngủ chung với mình, con gái cũng không được ngủ chung với mình. Vì vợ chồng mình có những lúc tù ti tú ti. Bây giờ nè, mình bằng đêm mình ngủ mà mình bận bộ đồ mỏng mỏng chút, mình ngủ cho nó mát, thấy không? Nhưng mà đó là lúc mình đi vô căn phòng vợ chồng mình mới thay đồ đó mình ngủ. Còn ở ngoài con đã lớn tuyệt đối không được bận đồ như vậy. Cả cha mẹ không được bận đồ như vậy. Vì con trai nó nhìn mẹ nó vẫn có cái tâm không phải đó. Vì nó coi phim ảnh á. Vì mẹ mới ba mấy bốn mấy còn trẻ. Con trai nó tầm cái dạng 9-10 tuổi, mười mấy tuổi nó biết rồi. Nhìn mẹ khởi tâm không phải. Con gái nhìn cha của mình vặn quần đùi ở chằn, hoặc là gần gũi mẹ, con sẽ bị ảnh hưởng cái tâm lý. Nên mình phải cẩn thận khi ở bên ngoài, là trong nhà mà có phòng riêng, ở ngoài đấy đó là phòng, ở ngoài khách rồi đó. Chúng ta phải nghiêm túc đàng hoàng. Còn cần cái gì vô phòng tính sao em? Đúng không? Vô phòng có đồ, đồ thay đồ, đồ đàng hoàng, ngủ vợ chồng riêng biệt. Còn cái chuyện bước ra ngoài là phải bận bộ đồ dài vô liền. Cái đó đó quý vị, ở trên thành phố ngày xưa như Đức ở mười mấy năm, tối là cái có khi thằng con rể mà bằng cái quần như tí ti đi vòng vòng cả cái nhà. Mà trong nhà nào là em vợ, nào là mẹ vợ, tùm lum. Bây giờ mình tu học mình mới hiểu cái nguyên lý đó quý vị. Nó làm cho trong gia đình này nó loạn, lộn xộn hết chứ. Hiểu chưa? Đó. Nên đây là cái mà quý vị nghe để ý đi. Để mà con của mình nếu không nó còn nhỏ, đừng có nói nó không biết nghe. Bây giờ phim ảnh nè, điện thoại nó biết hết trơn. Con nít nhỏ tí tí như con bé mà nó gặp như Đức nó cứ đưa tay gì, con nít gì cho nó biết hết trơn. Đừng có nói chuyện dẫn cho khôn lắm quý vị ơi. Ừ, biết hết trơn à. Nên bây giờ chúng ta đừng bao giờ xem thường con nít nó không biết. Như thằng cò này nó cũng biết cái này kia lắm nè. Cò, mẹ đi đẻ rồi, để con cò lại. Cò nè, cò đứng lên cho mọi người biết cò coi. Đứng lên ghế. Đây, cò đó. Mẹ vợ đó là đi đẻ, đẻ cổng chùa. Để lại cò. Này là cút hay cò đây? Bây giờ đi theo bà Việt Nhật. Tôi nói tới đây mà khóc lóc mà không nghe lời tôi là cái như là tôi khỏi cho ăn cơm luôn. Cho mà biết.
ngoan dữ lắm, giờ được dữ lắm rồi. Mặt của tội nghiệp quý vị, mặt của tội nghiệp, nhỏ mà đi theo mẹ suốt, bây giờ mẹ đi đẻ rồi, bây giờ ở chùa mấy một mấy bữa đầu cũng buồn lắm, khóc cứ ra ngoài cổng chùa đứng nhìn nhìn, nhưng mà đi đẻ đâu có về liền, đúng không? Thôi đi tu luôn đi con. Thấy chưa? Nói quý vị về đây, quý vị nghe nhà Đức nói một số điều á để áp dụng trong cái cuộc sống quý vị. Và cái tâm cảm ơn được là từ vui vẻ mà cảm ơn được nghe. Người đã buồn là không bao giờ cảm ơn đâu. Mà đã là buồn là đoạn duyên đoạn phước nghe quý vị. Chúc vị an lạc vị ơi. Cười lên cái coi. Chúc quý vị luôn luôn an lạc nha. Mỗi tuần thứ bảy chúng ta cố gắng về đây tu tập quý vị, nghe không? Tích tụ nguồn năng lượng nghe. Chúc vị an vui hạnh phúc quý vị ơi. Rồi chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Bây giờ những Đức đọc tên những người sinh nhật bữa nay nè nghe. Ủa sinh nhật bữa nay tới 29 người hả nè. Đọc tên ai có tên lên đây nè. Bé Diệu Hoa 10 tuổi, cô Diệu Nguyệt 65 tuổi, Hoàng Nguyên 8 tuổi, Cát Nguyên 9 tuổi, Diệu An 40 tuổi, cô Diệu Thanh 66 tuổi, cô Diệu Ngoan 65 tuổi, cô An Bình 67 tuổi, Minh Phước 4 tuổi, bé Diệu Tâm 3 tuổi, bé An Nhiên 4 tuổi, Gia Hoang Hăng gì đó 8 tuổi, cô Di Phương 38 tuổi, cô Kim Long 58 tuổi, cô gái 50 tuổi, cô Thanh 52 tuổi, cô Diệu 43 tuổi, chú Lộc 42 tuổi, cụ Trâm 70 tuổi, cô Thí 40 tuổi, Thanh Ngọc 10 tuổi, cô Vàng 72 tuổi, cụ Liệp 70 tuổi, Minh Hoàng 16 tuổi, cô Lập 64 tuổi, Thiên Thư 18 tuổi, Văn Tuấn 54 tuổi, cô Thiêm 34 tuổi, Anh Thư 12 tuổi. Chùa mình thì tuần nào thứ bảy cũng có sinh nhật hết chứ, mà mấy chục người đông lắm. Nên những Đức đều dạy các cháu như thế nào. Ngày sinh nhật mình là tưởng nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ, chứ không phải đòi quà nghe các con. Nhớ nghe. Mà vô đây những Đức tặng cho con heo này nè, với cái máy bấm số, là dạy cho các con biết tích phước và bỏ ống á nghe, để mua quà cho cha mẹ của mình mỗi năm sinh nhật của cha mẹ. Nghe không các con? Nhớ nghe, vậy thì nó có phước. Còn chiếc máy bấm số này mình niệm Phật để mình cầu an cho cha mẹ của mình là đúng nghe. Rồi đây con. Đây nè con. Đây. Chúng ta niệm Phật chúc cái Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Mấy cô đã có chưa? Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Ở chùa chúng ta mỗi tuần thứ bảy, khi học tập xong, ăn uống xong thì có cái lễ phóng sanh nghe. Cái lễ phóng sanh này rất quan trọng, giúp cho nó chuyển nghiệp từ cái bệnh đau trở thành khỏe mạnh, từ bất an trở thành an tâm. Nên cái công đức mà mình về đây niệm Phật, nghe đạo và phóng sanh rất là lớn. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho ông bà cha mẹ của các cháu, và các cháu luôn luôn bình an và gia đình sống hạnh phúc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em của chúng ta trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người mắc chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này mà phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim các con. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật thả chim các con ơi. A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, về tịnh độ. Chúc ông bà cha mẹ của các cháu và các cháu luôn luôn an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật.